Nhằm tháo gỡ thẻ vàng EU, trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thủy sản, nhất là các dự án cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền, gắn liền với việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Cùng với việc trang bị đầy đủ các thiết bị trên tàu cá, thời gian qua, chính quyền địa phương xã Phú Thuận, huyện Phú Vang đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An, đẩy mạnh tuyên truyền tới tầng các thuyền trưởng, chủ tàu về những quy định của luật biển Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế khi khai thác hải sản ở trên biển, không vi phạm qua vùng biển của nước ngoài. Nhờ vậy, nhận thức của các chủ tàu và bà con ngư dân về vấn đề này ngày càng được nâng cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân biết, đặc biệt là 14 cái hành vi cấm khai thác trái phép không theo quy định EU được quy định trong cái luật thủy sản, để bà con từ đó nắm và hiểu rõ khi ra biển khai thác, tránh vi phạm. Nên ngư dân chúng tôi nhắc nhở nhau không nên xâm phạm các cái vùng biển, các cái vùng lãnh hải của các cái quốc gia lân cận, đồng thời cũng luôn luôn có cái trách nhiệm là bảo vệ cái chủ quyền, trách nhiệm thông báo mọi cái hành vi vi phạm pháp luật ở trên biển trên với cái cơ quan pháp luật nếu biết được. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 397 trên 402 tàu cá dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tỉnh cũng đã bố trí nhân lực tại cảng cá Thuận An để triển khai thực hiện các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp IUU, cập nhật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá, phối hợp với lực lượng biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến điều luật và công ước quốc tế đến chủ tàu và bà con ngư dân. Thì bộ đội biên phòng á thì đã tổ chức tuyên truyền, sau đó là tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ các cái hoạt động của các cái phương tiện, tuyệt đối là không giải quyết cho các cái phương tiện khi không có đủ các cái giấy tờ rồi là các cái trang thiết bị theo quy định ra khơi, và xử lý nghiêm các cái trường hợp mà cố tình vi phạm. Xây dựng hạ tầng của thủy sản ấy, đặc biệt là gắn với lại khai thác, thì phải nói là Huế là một trong 4 tỉnh mà triển khai tương đối đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, so với yêu cầu của quyết định 476 Thủ tướng Chính phủ thì vẫn còn chậm. Thì đề nghị với tỉnh để đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ, hiện đại và đảm bảo cho cái khai thác cùng với cái gỡ thẻ vàng IUU của châu Âu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng thì phải đẩy nhanh tiến độ. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung triển khai nhiều giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, trong đó chú trọng hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành thủy sản, gắn liền với việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Nhờ vậy, không có tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bị bắt giữ và xử phạt.